Các em học sinh lớp 12 thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục giải đề minh họa môn hóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 2020. Lần giới thiệu đề minh họa thứ hai này phù hợp với các nội dung được giảm tải trong chương trình học kỳ 2 ở năm học này. So với các đề minh họa lần trước thường có khoảng 7 câu ở mức vận dụng rất cao, thì trong đề giới thiệu lần này chỉ có 3 câu cuối là câu 78, 79, 80 là 3 câu ở mức độ vận dụng cao. Như vậy, về mức độ là có nhẹ hơn so với các đề minh họa được giới thiệu trước đây. Đề có 40 câu, nhưng trong phần giải này ta sẽ giải từ câu 61 đến câu 80, tức là 20 câu cuối ở mức độ hiểu và vận dụng. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Câu 61. Chơi mg bột kẽm tác dụng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch đồng sulfat, thu được 9,6 gram đồng, giá trị M. Đây là phản ứng của kim loại kẽm tác dụng với dung dịch muối đồng, hay ta nói vắn tắt là kẽm đẩy đồng, và số mol bằng nhau. Do đó số mol của đồng cũng là số mol của kẽm, từ đó ta sẽ tính dễ dàng ra khối lượng của kẽm và đáp án C được chọn. Câu 62. Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol nhôm bằng lượng dư dung dịch NaOH, thu được V lít khí hydro, giá trị của V là. Bài toán đề cập đến phản ứng hòa tan nhôm trong dung dịch NaOH để sinh ra khí hydro. Từ mol nhôm nhanh chóng ta tính được mol khí hydro bằng quan hệ quá trị, và từ đó sẽ ra được thể tích khí hydro. Cụ thể, mol khí hydro sẽ lấy mol nhôm là 0,1 nhân quá trị nhôm là 3 chia quá trị hydro là 2. Tiếp tục ta sẽ nhân 22.4 để được thể tích khí hydro. Ta được 3,36 lít ở đáp án D. Câu 63. Cho 2 ml ancol ethylic vào ống nghiệm đã có sẵn vài viên đá bọt. Thêm tiếp 4 ml dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm. Đồng thời lắc đều rồi đun nóng hỗn hợp. Hydrocarbon đã sinh ra trong ống nghiệm là. Câu hỏi đề cập đến phản ứng tách nước của ancol ethylic để tạo ra ethylene. Việc thêm vài viên đá bọt vào ống nghiệm để nhiệt được phân tán đều khi đun nóng, tránh bể vỡ ống nghiệm. Do đó, hydrocarbon sinh ra hiển nhiên là ethylene ở đáp án A. Câu 64. Phát biểu nào sau đây sai? Phát biểu A. Dung dịch lysine không làm đổi màu quỳ tím. Đây là phát biểu sai. Vì lysine là amino acid 6C, có hai nhóm amino và một nhóm chất axit, chất này sẽ làm quỳ tím quá xanh, do đó đáp án A được chọn. Theo dõi qua các đáp án còn lại, ta thấy đáp án B, methionine là chất khí tan nhiều trong nước là đúng. Ta có 4 amin ở thể khí tan nhiều trong nước gồm methionine, dimethionine, trimethionine và ethionine. Phát biểu C, protein đơn giản chứa các gốc alpha amino acid là đúng. Protein đơn giản tạo ra từ các alpha amino acid khác với protein phức tạp. Ngoài các alpha amino acid để tạo ra peptide, tạo ra protein, thì protein phức tạp còn có những thành phần phi protein, thí dụ như acid nucleic, lipid, carbohydrate, vân vân. Phát biểu CD, phân tử gliala và đây là một tripeptide bình thường. Tripeptide bình thường là không chứa hai amino acid đặc biệt là glycine và acid glutamic. Thì do đây là tripeptide bình thường nên sẽ có 3 nguyên tử nitơ và 4 nguyên tử oxy. Do đó phát biểu D đúng. Câu 65. Thủy phân 68,4 gram saccharose với hiệu suất 75%, thu được mg glucose,
giá trị của M là. Bài toán đang đề cập đến phản ứng thủy phân saccharose để tạo ra glucose và fructose với tỷ lệ mol bằng nhau. Để làm tính toán theo bài này, ta cần nhớ giá trị khối lượng phân tử của saccharose là 342, khối lượng phân tử của glucose hay fructose là 180. Do đó, từ khối lượng của saccharose ta tính được mol của saccharose, đó cũng chính là mol của gluco. Nên khi ta nhớ khối lượng phân tử gluco 180 và sẽ được khối lượng của glucose. Cuối cùng ta gắn hiệu suất do tính về phía sau nên nhờ 0,75, được kết quả 27 ở đáp án B. Câu 66. Kem gam gliala tác dụng hết với một lượng dư dung dịch NaOH đun nóng. Số mol NaOH đã tham gia phản ứng là 0,2. Hỏi giá trị M là khối lượng của dipeptic gliala. Đây là dipeptic bình thường nên thủy phân trong NaOH theo tỷ lệ 1:2 tạo ra các muối natri của gli, muối natri của ala. Do số mol NaOH là 0,2 nên số mol của peptic là 0,1. Từ đó ta sẽ tính được khối lượng của dipeptic bằng cách lấy 0,1 nhân M lớn của dipeptic dựa trên M lớn của gli là 75, M lớn của ala là 89, và khi tạo ra dipeptic thì tách ra một phân tử nước nên trừ 18. Kết quả ta được 14,6 ở đáp án A. Câu 67. Chất ít được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Đọc câu đầu tiên. Nhìn các đáp án với chất ít đầu tiên, ta thấy đáp án A, B thỏa mãn với ít là tinh bột. Tiếp theo, ở điều kiện thường, ít là chất rắn vô định hình phù hợp với tinh bột. Thủy phân tinh bột nhờ xúc tác axit hoặc enzyme sẽ thu được y, có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học. Quan sát chất thứ hai trong các đáp án A và B, ta thấy đáp án A thỏa mãn với glucose là chất dinh dưỡng làm thuốc tăng lực trong y học, còn saccharose thì không. Ta có thể quan sát lại phản ứng thủy phân tinh bột thành glucose, do đó đáp án A thỏa mãn. Câu 68. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu A, cho viên kẽm vào dung dịch HCl thì viên kẽm bị ăn mòn hóa học. Đây là phát biểu đúng. Vì khi cho kẽm vào dung dịch HCl, kẽm sẽ nhường E trực tiếp cho môi trường là H cộng trong dung dịch HCl. Phát biểu B, quặng bôxit thành phần là nhôm oxit ngậm nước là nguyên liệu để sản xuất nhôm là đúng. Phát biểu C, sắt đốt trong khí clo dư sẽ thu được sắt 3 là đúng, do clo là chất oxy hóa mạnh sẽ đưa sắt lên trạng thái oxy hóa cao nhất là dương 3. Phát biểu D, tính khử của Ar mạnh hơn tính khử của Cu là sai. Như ta biết, cặp oxy hóa khử của đồng nằm trước cặp oxy hóa khử của Ar nên tính khử của đồng sẽ mạnh hơn tính khử của Ar. Do đó, đáp án D được chọn. Câu 69. Hỗn hợp FeO, Fe2O3 tác dụng với một lượng dư dung dịch nào sau đây không thu được muối sắt 2? Trong hỗn hợp, ta có hợp chất sắt 2 là FeO, nhưng không thu được muối sắt 2. Vậy ta phải tìm đáp án chứa chất oxy hóa mạnh. Quan sát đáp án A đã thỏa mãn. Axit nitric đặc nóng là chất oxy hóa mạnh. Nên khi FeO tác dụng với axit nitric đặc nóng sẽ bị oxy hóa lên thành sắt 3. Các đáp án B, C, D là những dung dịch có môi trường axit nên sẽ hòa tan được hai oxit trong hỗn hợp ban đầu, và do chúng không có tính oxy hóa mạnh nên khi FeO hòa tan trong các dung dịch ở đáp án B, C, D sẽ tạo ra muối sắt 2. Câu 70. Cho các loại tơ sao,
Visco, capron, cellulose acetate, olon. Số tơ tổng hợp trong nhóm này là: tơ tổng hợp là tơ được tạo ra hoàn toàn từ hóa chất, không lấy nguồn nguyên liệu trong tự nhiên. Xem xét với tơ Visco, ta biết tơ Visco được tạo ra từ cellulose là nguồn nguyên liệu trong tự nhiên. Đồ chơi này được tạo ra bằng phản ứng giữa cellulose với carbon disulfur và NaOH tạo ra dung dịch nhớt gọi là Visco. Khi bơm dung dịch nhớt này qua những lỗ rất nhỏ ngâm trong axit sulfuric loãng, cellulose được giải phóng ra dưới dạng những sợi dài và mảnh ống mượt như tơ gọi là Visco. Ta cần nhắc lại như vậy để rõ cấu tạo việc tạo ra tơ Visco, và đây không phải là tơ tổng hợp do đã lấy nguồn tự nhiên là cellulose. Với tơ thứ hai là tơ capron. Tơ này được tạo ra bằng phản ứng trùng hợp vòng kém bền caprolactam. Vậy thỏa mãn, đây là tơ tổng hợp làm từ hóa chất caprolactam. Với loại thứ ba, cellulose acetate được tổng hợp bằng phản ứng giữa cellulose với anhydric acetic. Như vậy, tơ cellulose acetate không phải là tơ tổng hợp mà là tơ bán tổng hợp giống như tơ Visco ở trên. Tơ olon được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp vinyl cyanua 2A triclonitrin. Vậy chất này thỏa mãn là tơ tổng hợp từ hóa chất là acrylonitrin. Tóm lại, trong 4 loại tơ trên có tơ capron, tơ olon là hai tơ tổng hợp, còn tơ Visco và cellulose acetate là tơ bán tổng hợp hay là tơ nhân tạo. Câu 71. Nung 6g hỗn hợp hai kim loại nhôm sắt trong không khí được 8,4g hỗn hợp oxit hòa tan. Các oxit này cần V ml dung dịch HCl1M xác định giá trị của V. Về số liệu, ta thấy sự chênh lệch giữa 6g kim loại và 8,4g oxit đó chính là khối lượng oxy, nên ta nhanh chóng tính được lượng này hay là tính được mol oxy là 0,15 mol. Bản chất của phản ứng giữa các oxit với axit HCl là phản ứng của nguyên tố oxy trong oxit với nguyên tố với H cộng để tạo ra nước. Như vậy, sau khi biết mol của oxy, ta dễ dàng tính được mol H trong axit và đó cũng chính là mol HCl. Từ đó sẽ tính được thể tích dung dịch HCl là 0,3 lít hay 300 ml ở đáp án A. Câu 72. Hỗn hợp X gồm 2 ester có công thức phân tử C8H8O2 đều chứa vòng benzen. Để phản ứng hết với 0,25 mol hỗn hợp 2 ester cần tối đa 0,35 mol NaOH trong dung dịch, thu được m gam hỗn hợp 2 muối, xác định giá trị m. Với công thức C8H8O2, ta thấy công thức này ứng với 5 liên kết bi. Theo đề bài, hai chất đều chứa vòng benzen, như vậy đã thỏa mãn 4 bi và còn một nối bi ở nhóm chất ester. Như vậy, hai chất ta cần tìm là ester thơm có chứa vòng benzen, thỏa mãn 5 bi. Tiếp tục về mặt số liệu, ta thấy ester ta có 2 oxy lẻ te đơn chức với 0,25 mol hỗn hợp bình thường sẽ tác dụng với NaOH cũng 0,25, nhưng ở đây ta thấy giá trị 0,35 lớn hơn 0,25 nhưng bé hơn 2 lần của 0,25. Như vậy rõ ràng ta sẽ có một ester bình thường tác dụng với 3 giờ với tỷ lệ mol 1:1 và một ester đặc biệt tác dụng với 3 giờ tỷ lệ mol 1:2. Ester bình thường ta đặt là RCOR1COOR phẩy, và ester đặc biệt là ester mà sao COO sẽ có vòng benzen để tác dụng với 3 giờ đúng tỷ lệ mol 1:2, có công thức là R2COO và vòng benzen. Tuy nhiên khi quan sát hai công thức này, ta thấy
Ở dữ kiện tiếp theo là khi thủy phân trong 3 giờ thu được hỗn hợp 2 muối với hai công thức ta đang liệt kê ra, thì với T đầu tiên sẽ được muối R1COONa, ST thứ hai sẽ được muối R2COONa và muối của phenol, như vậy sẽ là 3 muối. Như vậy để thỏa mãn chỉ được 2 muối thì các gốc R1 và R2 phải trùng nhau, phải giống nhau để ta chỉ được 1 muối. Từ những lý luận trên, tiếp tục ta sẽ ghi được công thức của ST. Thứ nhất, ST bình thường có công thức là HCO CH5 C6H5. Và ST thứ hai là ST đặc biệt. Sao CO phải có vòng benzen nên công thức là HCO C6H4 CH3. Đến đây ta đã xác định được cấu tạo của hai ST. Hai ST với hai số liệu nên ta nhanh chóng tìm được mol của mỗi chất, từ đó tính được mol của muối và tính được khối lượng của muối. Tiếp tục về số liệu, ta sẽ tính mol của ST thứ nhất theo công thức mol chất bé dựa vào giá trị 0,35 nằm giữa số bé 0,25 giữa số lớn 0,5. Mol chất bé hơn 0,25 ứng với ST bình thường, ST thứ nhất. Lấy số lớn 0,5 trừ giá trị trung bình 0,35, chia hiệu giữa số lớn, số bé nhân tổng mol hai chất 0,25, ta được kết quả ST bình thường thứ nhất là 0,15. Như vậy ST thứ hai là ST đặc biệt sẽ có số mol còn lại là 0,1. Hai ST này sẽ tạo ra muối HCOONa có số mol bằng số mol hai ST là 0,25. Riêng ST thứ hai sẽ tạo ra muối CH3C6H4ONa với số mol bằng số mol của ST thứ hai là 0,1. Bước cuối cùng ta chỉ còn tính khối lượng của hai muối này theo bài toán như sau. Lấy 0,25 mol muối thứ nhất nhân M lớn của muối HCONa là 68. Số mol muối thứ hai lấy 0,1 mol nhân M lớn của muối thứ hai là 130. Ta được kết quả là 30 gram ở đáp án B. Ta tiếp tục ở câu 73. Cho các phát biểu sau với 5 phát biểu từ A đến E. Số phát biểu đúng là, ta sẽ xét qua các phát biểu. Ở phát biểu A, để thuận tiện trong việc lý luận, ta sẽ cho natri là 2 mol và nhôm oxit là 3 mol. Hỗn hợp này khi tan vào nước chỉ có natri 2 mol tan hoàn toàn để tạo ra 2 mol ion OH trừ. Với 2 mol ion OH trừ sẽ hòa tan được 2 mol AnL, tức 1 mol AnL2O3, trong khi A là 2O3 đến 3 mol, như vậy vẫn còn 2 mol A là 2O3 chưa tan. Do đó phát biểu A sai. Phát biểu B, đun dung dịch canxi hydrocarbonate có xuất hiện kết tủa là đúng, vì muối canxi hydrocarbonate kém bền với nhiệt bị phân hủy ngay trong dung dịch để tạo ra kết tủa CaCO3. Vậy đây là câu đúng thứ nhất. Phát biểu C, phèn chua được sử dụng làm trong nước đục là đúng. Phèn chua là muối kép kali sulfat nhôm sulfat, khi hòa tan vào nước sẽ tạo ra kết tủa nhôm hydroxit có tính kết dính, sẽ làm trong được nước đục. Đây là phát biểu đúng thứ hai. Phát biểu D, kim loại đồng oxy hóa được sắt 3 trong dung dịch là phát biểu sai. Kim loại chỉ có tính khử nên sai ở cụm từ oxy hóa. Câu này sẽ đúng khi ta nói là kim loại đồng khử được sắt 3 trong dung dịch. Phát biểu E, miếng gan để trong không khí ẩm có xảy ra ăn mòn điện hóa là đúng. Gan là hợp kim của sắt và carbon,
trong không khí ẩm là dung dịch chất điện ly thỏa mãn ăn mòn điện hóa. Do đó ta có 3 phát biểu đúng. Câu 74. Câu này được tóm tắt bằng sơ đồ như sau. Hỗn hợp gồm hơi nước, khí CO2 0,04 mol được dẫn qua than nung đỏ, được hỗn hợp y gồm CO, hydro và CO2 còn dư, tổng là 0,07 mol. Hỗn hợp này được dẫn qua 20 gram các oxit sắt và oxit đồng dư, sau này được m gram chất rắn, tính giá trị m. Phản ứng của hydro và CO khử kim loại ra khỏi oxit ở nhiệt độ cao sẽ làm giảm khối lượng chất rắn, nên giá trị m thu được sẽ bé hơn 20. Các đáp án đều đang thỏa. Và khối lượng giảm chính là khối lượng O trong oxit đã đi ra để kết hợp với CO hay là hydro để tạo thành CO2 hoặc là nước. Và như ta biết, mol O trong oxit đi ra bằng với mol CO hoặc bằng với mol hydro. Ở đây sẽ bằng với mol hỗn hợp CO và hydro. Như vậy, hướng giải của bài toán ta sẽ tìm tổng mol CO và hydro trong hỗn hợp y, thì đó cũng chính là mol oxy trong oxit đã đi ra, từ đó tìm khối lượng chất rắn. Như vậy, việc tìm tổng mol CO hydro dựa vào biến đổi đầu tiên. Ta sẽ đặt mol của các chất trong hỗn hợp y như sau. Đặt B là mol hydro sinh ra thì cũng là mol nước ban đầu. Tiếp theo, ta sẽ dùng bảo toàn ô để tìm mol CO2 trong hỗn hợp ban đầu. Mono trong hỗn hợp y là A cộng 2C trừ cho mol O trong nước ban đầu là B thì sẽ được O trong CO2, và ta sẽ tính được mol CO2. Cụ thể, mol CO2 sẽ là A cộng 2C trừ B trên 2. Vậy ta có hệ như sau. Thứ nhất là mol 3 chất trong hỗn hợp y 0,07 mol. Thứ hai là mol 2 chất nước và CO2 ban đầu là B cộng cho mol CO2 bằng 0,04. Đơn giản hơn trình này, ta được hệ tiếp theo. Giải ra được C bằng 0,01. Từ đó tìm được tổng AB bằng 0,06, tức là mol CO hydro hay là mol oxy trong hỗn hợp oxit phản ứng sẽ là 0,06. Do đó, khối lượng chất rắn sau phản ứng ta sẽ lấy khối lượng ban đầu là 20 trừ khối lượng O đã thoát ra, tức là 20 trừ 0,06 nhân 16, ta được 19,04 ở đáp án A. Câu 75. Thủy phân hoàn toàn triglyceric ít trong dung dịch NaOH thu được glycerol, natri stearate và natri oleate. Đốt cháy hoàn toàn m gam ít cần vừa đủ 3,22 mol oxy thu được nước và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam ít tác dụng tối đa với a mol brom trong dung dịch. Giá trị của A tức là mol brom. Theo đề bài, chất béo ít chứa hai gốc axit béo là natri stearate với gốc C17H35COCO và natri oleate chứa gốc C17H33COO. Ta không rõ hai gốc nào trong chất béo sẽ có hai gốc này và một gốc kia, nên chất béo có thể có hai trường hợp có công thức. Với trường hợp thứ nhất, chứa hai gốc C17H35 và
một gốc C17H33. Với trường hợp thứ hai, chất béo chứa hai gốc C17H33 và một gốc C17H35. Nhiệm vụ của ta phải xác định rõ công thức nào phù hợp trong bài này để biết rõ chất béo sẽ tác dụng với brom theo tỷ lệ bao nhiêu. Thí dụ với trường hợp thứ nhất, chất béo chỉ có một liên kết bi ở gốc C17H33 sẽ tác dụng với brom tỷ lệ 1:1. Với trường hợp công thức chất béo thứ hai, có hai gốc C17H33 tương ứng với hai nối bi sẽ tác dụng với brom tỷ lệ 1:2. Như vậy nhiệm vụ ta sẽ xác định rõ công thức và biết mol của chất béo để từ đó trả lời được. Như vậy ta sẽ làm với một trong hai trường hợp về công thức của chất béo. Ta sẽ đặt X là mol của chất béo, Y là mol của nước. Hướng của ta sẽ tìm được mol chất béo và ứng với công thức phù hợp. Ta sẽ giải cho trường hợp thứ nhất, chất béo chứa hai gốc C17H35 và một gốc C17H33. Như vậy, với trường hợp thứ nhất, công thức chất béo có 4 nối bi, gồm 3 nối bi trong 3 nhóm chất ester và 1 nối bi trong gốc C17H33. Do đó, khi đốt cháy chất béo này thì mol CO2 sẽ lớn hơn mol nước, và khi ta lấy mol CO2 trừ mol nước sẽ bằng 3 lần mol chất béo. Như vậy, với trường hợp thứ nhất ta có phương trình 2,28 trừ y bằng 3x. Tiếp theo, ta sẽ dùng bảo toàn ô trong biến đổi đốt cháy để tìm ra mol của chất béo ban đầu, x mol. Ta lấy tổng oxy phía sau là 2,28 nhân 2 có trong CO2 cộng y có trong nước trừ cho mol oxy đốt cháy là 3,22 nhân 2 thì ta sẽ được mol O trong chất béo. Do chất béo có 6 ô nên ta chia 6 để được mol chất béo. Như vậy, cụ thể mol chất béo như được trình bày. Giải hệ này ta sẽ tìm được mol chất béo X là 2/45, tức là 0,044. Và với trường hợp công thức thứ nhất tác dụng với brom tỷ lệ 1:1 nên đó cũng là mol brom. Và ta thấy không có đáp án phù hợp. Như vậy trường hợp thứ hai sẽ là trường hợp đúng. Ta sẽ tiếp tục giải với trường hợp thứ hai. Với trường hợp thứ hai, công thức có chứa hai gốc C17H33 tương ứng có 5 nối bi. Chất béo sẽ có 5 nối bi nên lệch mol CO2 và nước sẽ bằng 4 lần mol chất béo, tức 2,28 trừ y bằng 4x. Phương trình thứ hai cũng là bảo toàn ô nên nó sẽ giống như phương trình thứ nhất. Giải hệ này ta được mol x bằng 0,04. Với trường hợp thứ hai, chất béo có hai gốc C17H33 sẽ tác dụng với brom tỷ lệ 1:1. Do đó mol brom là 0,08 nên đáp án B được chọn. Câu 76. Cho các phát biểu sau với các phát biểu từ A đến E, số lượng phát biểu đúng. Với phát biểu A, mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng để làm nguyên liệu điều chế xà phòng. Đây là phát biểu đúng, tại vì mỡ lợn hay dầu dừa là các chất béo. Khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa với anh NaOH, ta sẽ thu được các muối natri của axit béo được dùng làm xà phòng. Đây là phát biểu đúng thứ nhất. Phát biểu B, nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc là đúng, vì trong nước ép quả nho chín chứa nhiều đường glucose và thành phần công thức cấu tạo của glucose có nhóm CHO nên cho phản ứng tráng bạc. Đây là câu đúng thứ hai. Phát biểu C, tơ tằm kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm là đúng,
vì trong tơ tầm có liên kết peptic CONH. Đây là liên kết kém bền với nhiệt, với axit, với baza. Phát biểu D, cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn, khó tan hơn cao su thiên nhiên là đúng. Cao su lưu hóa là do người ta trộn lưu huỳnh với tỷ lệ từ 2 đến 5% vào cao su tự nhiên để tăng độ bền về mặt cơ học và hóa học của cao su. Phát biểu E, dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là sai. Anilin là một baza yếu do ảnh hưởng của nhân benzen làm giảm tính baza của anilin, và đây là chất mà không làm đổi màu quỳ. Do đó ta có 4 phát biểu đúng. Câu 77. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Bước 1, cho vào 2 bình cầu, mỗi bình 10 ml ethyl format. Bước thứ 2, thêm 10 ml axit sulfuric 20% vào bình thứ nhất. 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai. Như vậy ở bước thứ hai này đang thực hiện phản ứng thủy phân ester ethyl format trong axit và trong baza. Bước thứ ba, lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn rồi đun nhẹ trong 5 phút, sau đó để nguội. Ở bước thứ ba là tiến hành chưng cất sản phẩm sau thủy phân. Có thể được minh họa bằng hình ảnh như phía dưới ta đang thấy. Các phát biểu liên quan đến thí nghiệm trên được đưa ra như sau, gồm 4 phát biểu A đến D, số phát biểu đúng. Ta sẽ kiểm tra qua từng phát biểu. Phát biểu A, kết thúc bước thứ hai, chất lỏng trong bình đều phân thành hai lớp. Bước thứ hai là bước mà cho axit vào ester, cho baza vào ester. Đúng là ester sẽ không tan trong dung dịch axit cũng như không tan trong dung dịch baza, nên sẽ phân lớp. Lớp trên sẽ là lớp ester, nên chất lỏng trong bình tách làm hai lớp là đúng. Phát biểu B, ở bước thứ ba có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng cách đun cách thủy ngâm trong nước nóng là đúng. Bởi vì việc đun cách thủy ta sẽ kiểm soát nhiệt độ tốt hơn so với đun trực tiếp như hình ảnh ta đang thấy. Việc đun trực tiếp yêu cầu ta phải đun sôi nhẹ và kiểm soát nhiệt độ cho tốt. Phát biểu C, sau bước thứ hai, ở bình thứ hai có phản ứng xà phòng hóa. Do bình thứ hai là bình ta cho 3 giờ vào ester đun nóng, và đó đúng là phản ứng xà phòng hóa. Phát biểu D, sau bước thứ ba, trong hai bình đều chứa chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Ta kiểm tra phản ứng ở bình thứ nhất đun trong dung dịch axit, ester thủy phân ra axit formic. Thứ hai, phản xà phòng hóa tạo ra muối natri formate và ancol ethylic, thì hai chất axit formic hoặc là natri formate đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc, nên phát biểu D đúng. Như vậy 4 phát biểu đều đúng. Câu 78. Câu này được trình bày bằng sơ đồ biến đổi như sau. Cho este có công thức C9H16O4, đây là este hai chức, tác dụng với baza NaOH, thu được ancol ít và hai chất hữu cơ YZ. Biết Y chứa 3 nguyên tử carbon và M lớn X bé hơn M lớn Y bé hơn M lớn Z. Cho chất Z tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được chất hữu cơ T C3H6O3. Cho các phát biểu sau từ A đến D, số phát biểu đúng. Trong các phát biểu đang đề cập đến công thức cấu tạo của các chất trong sơ đồ trên, nên nhiệm vụ ta phải tìm rõ công thức cấu tạo của các chất trong sơ đồ. Ta bắt đầu như sau. Quan sát công thức ester hai chức đề bài cho là C9H16O4. Chất này tương ứng có hai nối bi, như vậy hai nối bi đều nằm trong nhóm chất ester.
Tiếp tục ta sẽ khai thác dữ kiện phía sau phản ứng từ muối natri Z. Sau khi tác dụng với axit HCl ra trở lại axit T, nhưng mà T ta thấy một bi và có 3 oxy. Như vậy T là một axit tạp chất, ngoài nhóm chất axit đã chứa 2 oxy, nó còn một O ở nhóm chất ancol. Ta nghi ngờ nhiều ở nhóm chất ancol vì thủy phân este này trong anh nạo H. Vậy có thể kết luận T là axit tạp chất có thêm nhóm OH, có 3 C và một nối bi. Công thức cấu tạo của T có thể được biểu diễn như sau. Biết được công thức cấu tạo của T, ta sẽ nhanh chóng biết được công thức cấu tạo của Z là muối natri để có thể tạo ra axit T như vậy. Vậy Z là muối natri tạp chất cũng có nhóm OH, 3C và một nối bi. Tiếp tục xác định cấu tạo của chất Y. Y sẽ là muối natri và có 3C. Do chất sắt đã chứa một liên kết bi nên muối Y 3C cũng một liên kết bi. Vì đó Y là muối natri của axit 3C đơn chất natri propionate. Sau khi biết Y và Z, ta sẽ tìm được ancol X. Nhóm T ban đầu của ta có 9C, trong đó 3C ở muối Y, 3C ở muối Z. Như vậy ancol X sẽ có 3C và không còn nối bi nào, do hai nối bi đã nằm trong muối nên X xác định là ancol no 3C. Tiếp tục kiểm tra qua số O. Tổng O ban đầu là 4 O trong este và 2 O trong anh nạo H, ta được 6 O, trong khi chất sắt đã là 3 O, muối Y là 2 ô. Như vậy trong ancol X chỉ còn 1 ô, tức là X là ancol 3C no đơn chất ancol propylic hoặc isopropylic. Đến đây thì coi như sau khi đã xác định được ancol X, chất Y, chất Z thì ta hoàn toàn xác định được công thức este hai chất ban đầu. Nhưng vấn đề là do Z có thể có hai cấu tạo, ancol X cũng có hai cấu tạo, làm cho este ban đầu sẽ có nhiều cấu tạo. Thí dụ như giả sử như Z chỉ có một cấu tạo, còn ancol X thì ba cấu tạo như ta đang thấy, vậy este sẽ có hai công thức cấu tạo. Nhưng mà do Z có hai công thức cấu tạo nữa nên este ban đầu sẽ có bốn công thức cấu tạo. Cụ thể các công thức cấu tạo của este ban đầu như sau. Công thức thứ nhất, ứng với các góc điều mạch carbon không phân nhánh. Về công thức thứ hai, ta có thể thay đổi bằng thay đổi góc ancol phía sau là ancol góc isopropyl chứ không phải n-propyl. Cụ thể là tiếp theo ta có thể thay đổi góc axit ở muối Z, nhóm OH sẽ nằm ở CH và tương ứng với góc ancol propylic. Và công thức thứ tư, ta giữ nguyên phần đầu và thay đổi góc ancol phía sau là isopropylic. Như vậy như ta nhận định ngay từ đầu, este sẽ có bốn công thức cấu tạo cả thải. Sau khi đã rõ về cấu tạo các chất, ta kiểm tra các phát biểu phía trên. Phát biểu A, chất amon chất T tác dụng với natri dư thu được amon khí hydro. Chất T có hai nhóm OH, một nhóm trong nhóm chất axit và một nhóm OH của ancol, nên amon T sẽ thu được amon hydro. Phát biểu A là đúng. Phát biểu B có bốn công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E là đúng như ta đã phân tích. Phát biểu C, ancol X là propan 1,2-dion là sai. X là ancol propylic hoặc là isopropylic ancol no đơn chất chứ không phải hai chất như phát biểu C.
Phát biểu D, khối lượng mol của sắt là 96 gram trên mol muối sắt. Như ta đang có công thức M lớn lớn hơn 96, muối Y thì M lớn mới là 96, nên phát biểu D cũng sai. Vậy ta có hai phát biểu đúng. Câu 79 có thể được tóm tắt bằng sơ đồ như sau. Hỗn hợp E gồm 2 este XY có khối lượng là 7,34 gram, M lớn của X bé hơn Y và bé hơn 150. Thủy phân hoàn toàn 2 este này trong 3 giờ, thu được ancol Z 6,74 gram hỗn hợp mol hỗn hợp muối T. Cho ancol Z tác dụng với natri dư được 1,12 lít hiro điều kiện chuẩn. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối T được nước natri carbonat khí CO2 0,05 mol. Yêu cầu xác định phần trăm khối lượng của este bé hơn trong 2 este. Với yêu cầu câu hỏi như vậy, ta phải tìm rõ công thức cấu tạo và mol của mỗi este. 2 este này khi thủy phân chỉ tạo ra một ancol, nên hai este này có gốc ancol giống nhau và hai gốc axit là khác nhau để tạo ra hỗn hợp muối. Số liệu ta bắt đầu khai thác từ số mol của hydro khi cho ancol tác dụng với natri. Mol hydro dễ dàng tính được là 0,05 mol. Từ đó suy ra mol H linh động ở trong ancol là 0,1. 0,1 cũng chính là mol nhóm chất OH trong ancol. Và mol nhóm OH trong ancol chính là mol của NaOH khi thủy phân este. Như vậy, sau khi biết được mol NaOH, ta có hai hướng để sử dụng tiếp theo. Thứ nhất, dùng bảo toàn natri, ta sẽ biết được mol của natri carbonat của biến đổi cuối cùng là 0,05. Thứ hai, với biến đổi thủy phân đầu tiên, ta dùng bảo toàn khối lượng sẽ biết được khối lượng của ancol. Cụ thể, khối lượng của ancol là khối lượng của hai chất ban đầu 7,34 este cộng 0,1 nhân 40 của NaOH trừ cho 6,74 là khối lượng muối, ta được 4,6 gram. Giả sử nhân con của ta chỉ có một nhóm OH, do nhóm OH là 0,1 nên mol ancol cũng sẽ là 0,1 và M lớn ancol là 46, phù hợp với ancol C2H5OH. Ta cũng có thể giả sử tiếp theo ancol có hai nhóm OH, như vậy mol ancol sẽ là 0,1 chia 2 là 0,05. Vậy mà lớn ancol sẽ là 46 chia 0,05, ta được kết quả là 92. Với ancol 2 nhóm OH M lớn 92, ta không tìm được gốc hydro carbon phù hợp. Và tương tự, khi ta nói nhóm OH tăng lên thì ta cũng sẽ không tìm được gốc hydro carbon phù hợp, và nó sẽ vượt quá cái M lớn của este X và Y như đang được giới hạn bé hơn 150. Như vậy ancol trong bài toán này là C2H5OH. Tiếp tục, để biết được công thức este cần phải biết gốc axit và gốc axit đang thể hiện trong hỗn hợp muối T phía sau. Nên tiếp theo ta sẽ tập trung phân tích về hỗn hợp muối T. Điều đầu tiên dễ thấy, ta biết mol C trong hỗn hợp muối T. C nằm ở trong Na2CO3 và trong CO2 sau đốt cháy. Nên trong hỗn hợp muối có mol C là 0,1. Tiếp theo, trong hỗn hợp muối T ta cũng biết được mol natri. Mol natri là 0,1. Điều này có vẻ như đặc biệt, mol C bằng mol natri, vậy tương ứng hỗn hợp muối T luôn luôn có số C bằng số natri. Đến đây ta suy nghĩ muối COONa, nhưng mà
Số C bằng số natri. Như vậy thì số nhấn chức bằng số natri. Ta chỉ có hai muối thỏa mãn. Thứ nhất là HCONa, một C một natri. Và thứ hai là muối natri oxalat, 2C2 natri. Vậy khi biết được công thức hai muối, ta sẽ biết được công thức hai ester tương ứng. Đến đây xem như ta đã tìm được công thức của hai ester. Phần nhiệm vụ tiếp theo sẽ tìm mol mỗi chất để ra được phần trăm khối lượng của ester đầu tiên. Hai số liệu để ta lập hệ, thứ nhất là khối lượng của hai ester là 7,34, và thứ hai đó là mol của NaOH dùng để thủy phân hai ester. Ta đặt A là mol của ester thứ nhất, B là mol của ester thứ hai. Ta có hệ hai phương trình. Thứ nhất là mol NaOH là A cộng 2B. Ester thứ hai hai chức nên tác dụng với NaOH tỷ lệ 1:2. Và phương trình thứ hai là khối lượng của hai ester. Giải hệ này ta được A bằng 0,04, B bằng 0,03. Từ đó dễ dàng tính được phần trăm khối lượng của ester đầu tiên. Lấy 0,04 nhân M lớn là 74, chia tổng khối lượng 7,34, ta được 40,326, phù hợp với đáp án B. Câu 80. Chất X có công thức là C6H16O4N2 là muối amoni của axit carboxylic. Chất Y có công thức C6H15O3N3 là muối amoni của dipeptic. Cho 8,91 gram hỗn hợp E gồm X, Y tác dụng với 3 giờ dư, thu được sản phẩm hữu cơ gồm 0,05 mol 2 amino đều có 2C và không là đồng phân của nhau. Và M gam 2 muối, giá trị M gần nhất với giá trị nào dưới đây? Bài này đang đề cập tới việc xác định công thức cấu tạo của hai muối amoni. Nhưng điểm mới của đề năm nay lại cho muối amoni của một dipeptic. Chuyện này ta chưa từng gặp bao giờ. Tiếp theo, muối amoni sẽ tạo ra từ ion amoni và được thể hiện sau phản ứng thủy phân. Ta thu được 2 amin đều 2C nhưng mà không là đồng phân. Như vậy thì ta nghĩ sẽ có một amin 2C đơn chức là C2H5NH2 và một amin 2C hai chức là C2H4NH2 hai lần. Tiếp theo, ta thu được chỉ có hai muối, như vậy việc thủy phân một cái muối amoni từ dipeptic tạo ra một muối và thủy phân chất X đầu tiên, muối amoni của axit carboxylic cũng chỉ tạo ra được một muối. Vấn đề tiếp theo là như ta nói, amin tạo ra muối amoni là đơn chức hoặc hai chức, nhưng ta sẽ chọn amin đơn chức cho chất Y, muối của dipeptic, tại vì dipeptic này thuộc loại bình thường do có 3 oxy. Một nhóm chức, một cái đầu C phía sau sẽ tạo muối amoni. Cụ thể ta sẽ xác định chất Y do nó chỉ là muối amoni tạo ra từ amin 2C đơn chức. Chất Y có dạng như sau. Đầu C của dipeptic này sẽ tạo ra liên kết với ion amoni 2C phía sau. Tiếp theo, chất Y của mình có 6C, như vậy góc R1 sẽ còn 1C và góc R2 cũng còn 1C, phù hợp với việc nhận định là chất Y chỉ tạo ra được một muối khi thủy phân trong 3 giờ, nên chất Y có thể ghi cụ thể công thức cấu tạo như sau. Vậy chất Y là dipeptic tạo từ glycine. Và dipeptic này sẽ tạo ra muối amoni với ion amoni ethylamine. Ethylamine. Tiếp theo,
Chất ít của ta là muối amoni của amin hai chức 2C và gốc axit của muối amoni này cũng phải giống nhau để ta tạo được muối thứ hai. Do đó, ít có thể được xác định công thức như sau. Ít là muối amoni của amin hai chức với gốc axit là acetat. Với hai công thức cấu tạo như trên, ta có thể viết lại các phản ứng để minh họa cho những nhận định của ta là đúng. Với chất ít, sau khi thủy phân trong 3 giờ, ta thu được amin 2C 2 chức và muối natri acetat. Với muối amoni của dipeptic trong chất y, khi thủy phân trong 3 giờ, ta sẽ thu được amin 2C đơn chức và muối natri của glycine. Sau khi đã rõ cấu tạo, ta sẽ sử dụng số liệu để tìm mol của các muối sinh ra phía sau để trả lời khối lượng. Do hai chất đều phản ứng nên ta sẽ đặt ẩn lập hệ. Ta đặt A là mol của chất X và B là mol của chất Y. Thì hai số liệu để ta lập hệ đó là mol của amin 0,05 và khối lượng hai chất ban đầu. Quan sát ta thấy mol của amin cũng chính là mol của hai muối amoni ban đầu A cộng B bằng 0,05. Khối lượng của chất X là một m lớn của chất X là 180, m lớn của chất Y là 177, nên ta có phương trình thứ hai 180A cộng 177B bằng 8,91. Giải ra ta được A bằng 0,02, B bằng 0,03. Như vậy với phản đầu tiên tạo ra muối natri acetat sẽ là 2A và phản thứ hai tạo ra muối natri của glycine là 2B. Do vậy khối lượng muối sẽ là 0,02 nhân 2 nhân 82 để m lớn của muối natri acetat cộng cho 0,03 nhân 2 nhân 97 để m lớn của muối natri của glycine. Ta được kết quả là 0,1 à 9,1. Kết quả 9,1 này gần với đáp A 9,0. Do đó đáp án A được chọn. Tới đây ta đã giải xong 20 câu cuối trong đề minh họa lần thứ hai. Qua phần giải này, ta nhận thấy chỉ có các câu từ 78, 79, 80 là ba câu ở mức độ vận dụng cao. Còn các câu còn lại ở mức độ vận dụng là vừa phải. Tuy nhiên, với ba câu ở mức độ vận dụng cao theo cách giải của thầy đưa ra thì ta không cần dùng một kỹ thuật giải đặc biệt, chỉ cần hiểu bản chất của phản ứng, nắm vững kiến thức để lý luận đưa ra được công thức. Có vẻ chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến dạng bài tập xác định công thức cấu tạo từ các tính chất được nêu ra hoặc là tính chất do phản ứng nào đó để xác định công thức cấu tạo chất. Đề có vẻ nghiêng về hướng này. Hy vọng qua phần giải này, các em sẽ định hướng để ôn tập cho tốt, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Thân ái, chào các em.